Theo những nghiên cứu đánh giá thì tỷ lệ mắc các bệnh lý u tuyến giáp phụ nữ thì cao hơn nam giới rất là nhiều. À, đến năm phụ nữ mắc thì mới có một năm giới mắc. Vậy thì bác sĩ có thể lý giải lý, lý do vì sao mà phụ nữ lại có nguy cơ mắc bệnh lý u tuyến giáp cao hơn đúng không ạ? À, đúng là qua thực tế thống kê thì đấy thế này cái tỷ lệ mà phụ nữ thì ảnh hưởng với u tuyến giáp thì nhiều hơn nam giới. Điều đó là đúng. Bởi vì chính cái sự khác biệt ý, trong cái, cái cái cấu tạo của cơ thể á, về cái mặt giải phẫu. À, cũng như là các cái nhiệm vụ các cái nhiệm vụ về sinh lý ấy, thì của nữ giới thì so với nam giới thì là một cái, cái nguyên nhân chủ yếu à, để mà à, khiến cái tỷ lệ mà mắc bệnh về tuyến giáp ở nữ giới thì nó cao hơn là nam giới à. À, mặt khác ấy, ta thấy gì là trong cái 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 suốt cái vòng đời ấy, của mình ấy, thì người phụ nữ à, có thể là à, có gặp rất nhiều À, cái, cái 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 trải qua rất nhiều các cái 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 giai đoạn mà có thể kể ra là quá trình sự à, quá trình thứ nhất là phụ nữ lớn lên này rồi à, dậy thì này à, rồi à, xây dựng gia đình này sinh à, con đẻ cái này rồi cho con bú và thời kỳ à, mãn kinh v đấy thì cả quá trình đó thì ta thấy từng cái giai đoạn một ấy, thì ta thấy cái này thì cái sinh lý của người phụ nữ khác nhau cái tuổi dậy thì ấy thì trong cái chu kỳ về kinh nguyệt của người phụ nữ ấy, thì ta thấy gì có sự thay thay đổi. Nó sự thay đổi một một cái tức là thay đổi về nội tiết tố, cái nhiệt tố tố của phụ nữ nó có thể là khi lên khi thua xuống, khi nhiều khi ít nó thay đổi. Và, và ảnh hưởng đến cái... đó là giai đoạn dậy thì trong cái chu kỳ kinh nguyệt thì nó có tác động qua lại. Và nó liên quan mật thiết với hormone về uh, của tuyến giáp phụ nữ ở thời kỳ mà mang thai hoặc là sinh cho con bú chẳng hạn thì cái giai đoạn ấy nó cũng thay đổi đi nó thay đổi về cái nội tiết trong cái thai kỳ thế rồi đồng thời là những cái thay đổi bình thường ấy của cái chức năng của tuyến giáp của phụ nữ thì mang thai nó cũng thay đổi đi rồi phụ nữ thì kỳ mãn kinh nó lại cũng thay đổi đi phải không? các cái tiềm mẩn về cái bệnh về tuyến giáp trong một suốt thời gian qua thì nó có có thể là phát triển bệnh lý tuyến giáp ở ở, ở ở ở cái người mà bị 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 mãn kinh rồi các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái tuyến nội tiết vâng vân vân thế ngoài ra thì các yếu tố nguy cơ khác như là à, sử dụng à, các cái biện pháp mà thuốc tránh thai chẳng hạn hoặc là uống thuốc an thần khi mà à, mất ngủ hoặc là bị viêm nhiễm thì có thể sử dụng thuốc kháng sinh rồi các cái sử dụng các liệu pháp là bổ sung hormone điều tiết vân vân thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái tuyến giáp. Thì những mà phụ nữ ấy, thì hay gặp cái tình trạng là mất ngủ. Thế rồi à, tình trạng là lo lắng, là lo âu rồi căng thẳng trong cuộc sống ấy, vân vân ấy thì nó cũng khiến à, à, nội tiết rồi hormone à, đồng thời thay đổi và nó có nguy cơ dẫn đến các bệnh về về tuyến giáp, cái hiện tượng mà suy giảm miễn dịch ấy là suy yếu là kèm theo cái sự mà thay đổi về các cái hormone ở trong cơ thể và và từ đó thì cái nguy cơ mắc cái bệnh lý thì tuyến giáp nó hiện tượng tăng lên ừ. và, hoặc là ngoài ra thấy cái tiền sử về 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 gia đình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều các cái bệnh về tuyến giáp đặc biệt là ung thư về tuyến giáp thế rồi làm tăng nguy cơ mắc bệnh À, cho cái thế hệ sau, đặc biệt là ở nữ giới mang tính chất di truyền. Bạn hoặc người thân đang gặp những vấn đề về u bướu như u tuyến giáp, u sơ tử cung, u não, hãy gọi ngay 0899 181 998 chia sẻ biểu hiện và tình trạng bệnh để được tư vấn giải pháp hỗ trợ tiêu u hiệu quả và an toàn bởi các chuyên gia An Can. Hơn 8 năm ra đời. Ancan tự hào là giải pháp hàng đầu cho bệnh nhân u bướu. Truy cập website ancan.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Ancan xua tan nỗi lo u bướu.